Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Và trong clip hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc Samsung Gear Icon X và được Samsung mới ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày như là 1 tháng 11 vừa rồi ấy. Thì đây là phiên bản 2018, nó cũng có rất là nhiều cái phần nâng cấp so với những cái phiên bản trước. Và mức giá bán dự kiến của nó thì tầm khoảng là 4.990.000 tại thị trường Việt Nam. Thì nó có những gì mà nó có mức giá như vậy thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong clip này nhé. Nói về thiết kế cũng như là cái phần đóng hộp ấy thì nó giống tương tự những cái phụ kiện trước đây của Samsung, chẳng hạn như là chiếc Gear Fit 2 Pro nó cũng na ná như vậy, hoặc là chiếc Gear 360 kiểu kiểu vậy. Chúng ta sẽ có tên sản phẩm ở phía trước hộp, hình ảnh cũng như là một số cái thông số, chẳng hạn như các bạn sẽ có là 5 giờ nghe nhạc các kiểu này. Bây giờ thì mình sẽ khám phá bên trong hộp để xem là có những cái gì nhá. Đầu tiên thì chắc chắn sẽ là sản phẩm của chúng ta ở trên mặt trước này. Các bạn sẽ có hai cái tai nghe trái phải và kèm theo đó là một cái hộp đựng kim cái đốc sạc của Samsung luôn này. Và phía bên trong hộp nữa thì các bạn sẽ có thêm một số cái phụ kiện. Và Samsung thì họ đóng gói cái này nó khá là chắc chắn ấy. Kiểu như chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. Kèm theo đó thì các bạn sẽ có một bộ phụ kiện để vệ sinh tai nghe, một số cái núm để các bạn có thể thay đổi cái phần đệm tai nghe này. Và kèm theo đó là hai cái cổng OTG, một cái là micro USB và một cái là USB Type-C. Kèm theo đó là một cái dây cáp USB Type-C để mà sạc cái dock nữa. Thế rồi, về thiết kế thì toàn bộ phần hộp của Icon X 2018 rất gọn, với bản bán ở Việt Nam là bản màu đen ở đây. So với thế hệ trước thì nó không có quá nhiều sự thay đổi bên ngoài. Chúng ta vẫn có một kiểu tai nghe gọn gàng với phần touchpad giúp các bạn có thể thao tác cảm ứng để điều khiển này. Chẳng hạn như bạn vuốt vào tai nghe để điều khiển âm lượng lên xuống để tăng giảm ấy. Một chạm để bật tắt nhạc hoặc là nghe cuộc gọi này, hai chạm để chuyển bài, hoặc là ba chạm để mở lại bài hát trước. Hoặc đầu tiên thì mình nghĩ là khi đeo cái tai nghe này sẽ rất là dễ bị rớt. Nhưng mà với các hoạt động mạnh thì nó vẫn không hề có cái hiện tượng là bị rơi ra. Chỉ trừ khi là bạn tác động lực vào để lấy nó ra thì mặc may. Với Gear Icon X 2018 thì Samsung không chỉ hướng đến việc thưởng thức âm nhạc mà còn chú trọng đến việc tập thể thao của người dùng. Do đó thì Icon X 2018 được tích hợp bộ nhớ trong 4GB để các bạn có thể lưu trữ nhạc riêng biệt mà không cần kết nối với smartphone. Và theo Samsung thì con Icon X nó có thiết kế con tai học thông minh giúp tối cách âm hiệu quả với các không gian ồn ào xung quanh này, giúp người dùng thưởng thức âm nhạc tốt hơn, đồng thời thì âm thanh không bị nhiễu bởi Icon X được trang bị bộ giải mã các nguồn dữ liệu của Samsung và nó phân tích các tín hiệu đầu vào, tinh chỉnh âm thanh cho chính xác nhất. Và cụ thể chất lượng thế nào thì sau một thời gian sử dụng mình sẽ có một bài đánh giá chi tiết hơn cái phần tai nghe này nhé. Một điểm đặc biệt của Icon X chính là sự tích hợp tính năng theo dõi vận động của người dùng. Thì cảm biến trên Icon X sẽ giúp đo tốc độ, thời gian luyện tập này, lượng calo đốt cháy cũng như là khoảng cách đi được. Và các kết quả sẽ hiển thị trong ứng dụng sức khỏe của Samsung. Và ngoài ra bạn còn có thể kết nối phần Icon X này với lại cái ứng dụng Samsung Gear của Samsung để chúng ta có thêm nhiều tính năng mở rộng hơn. Và tuổi thọ pin cũng là một điểm mà Samsung chú ý trên chiếc Gear Icon X 2018. Có thể nghe nhạc 5 tiếng qua Bluetooth và 7 tiếng độc lập. Và ngoài ra thì hộp đựng cũng là một cái dock sạc riêng. Với 10 phút sạc thì bạn có thể chơi nhạc tầm 1 giờ thì đảm bảo cái thời gian hoạt động của chiếc tai nghe này. Và với mức giá là 4.999.000 đồng thì rõ ràng là Samsung đã đưa Gear Icon X vào đúng ngay cái thời điểm mua sắm vào cuối năm nay. Và nếu như bạn có nhu cầu mua một chiếc tai nghe không dây thì các bạn có thể để ý tới con Gear Icon X này nha. Cảm ơn các bạn và nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Và chờ clip đánh giá chi tiết sau nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong các clip lần sau. Bye bye.